chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Và hôm nay thì Johnny đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Và như các bạn đã quan sát thì mình đang có mặt tại showroom bán siêu xe, showroom bán siêu xe siêu to khổng lồ VOV Supercar 480 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Hôm nay thì bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để ghé thăm showroom của anh Tuấn, người Hà Nội. Tuy nhiên mới mở một showroom siêu to khổng lồ trong Sài Gòn, đó chính là showroom VOV Supercar mà hiện tại mình đang có mặt tại đây. Và bây giờ trong cái clip này thì mình sẽ review nhanh cho các bạn chiếc McLaren 65S Spider độ Liberty Walk, một chiếc xe độ cực khủng luôn, thiết kế cực đẹp và nguyên gói độ, có giá bán 150.000, với là hơn 3 tỷ, gần 4 tỷ đó các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại và khám phá nhé. Vâng, âm thanh vừa rồi là chúng ta được nghe của chiếc Huracan LP 614 màu xanh lá cây đó. Còn nhân vật chính của video clip này chính là chiếc 65S Spider độ Liberty Walk. Đó, chiếc 65S Spider độ Liberty Walk thiết kế rất ấn tượng luôn. Đây là chiếc thứ hai tại Việt Nam được lắp cái gói độ có giá trị lên đến hơn 3 tỷ đồng. Rất đẹp luôn. Cái gói độ Liberty Walk này thì được chính tay các kỹ sư cũng như các nhân viên của Liberty Walk từ Nhật Bản sang lắp trực tiếp vào chiếc McLaren 65S Spider này. Sau đó test thử bao giờ cảm thấy ok nhất thì mới bàn giao cho khách hàng. Và cái gói độ này thì có giá bán khoảng 150.000 USD, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Khoảng 3 tỷ rưỡi đó, 3 tỷ rưỡi Việt Nam đồng. Nhìn vào đã thấy sự khác biệt rồi đúng không ạ? Nhìn vào đã thấy sự khác biệt của cái gói độ này rồi. Hôm nay thì mình sẽ đi giới thiệu nhanh những chi tiết đặc biệt nhé. Cản trước carbon, full carbon luôn, và đã được thay mới rồi. Cái hốc hút gió trên phiên bản tiêu chuẩn ở đây thì nó có một cái lưới bảo vệ ở đây. Trên cái phiên bản Liberty Walk này thì nó thông ra tới cái tản nhiệt kìa. Đó, một cái tấm chắn là tít ở bên trong kìa. Carbon này, các bạn nhìn thấy carbon, rất nhiều carbon luôn. Những cái chi tiết ở đây này, đó, rất đẹp, carbon này. Đèn pha thì vẫn là đèn pha lấy cảm hứng từ logo của hãng. Và McLaren thì có cái logo rất giống của Nike, và nhiều người thì nhầm tưởng đây là logo của Nike ngược. Rất là thú vị, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Cái nắp capo này cũng được làm từ chất liệu carbon và được bổ sung thêm hai cái hốc gió, hai cái hốc này, nó không thông mà nó được làm móng xuống. Đó, nhìn trông đẹp mắt hơn, ấn tượng hơn. Carbon. Đây, hai bên vòm bánh xe này được lắp thêm cái mở rộng và được bắt bằng đinh tán. Đây là một cái chi tiết rất quen thuộc trên McLaren. Xin lỗi bạn, trên những bản độ của Liberty Walk, những cái chi tiết vòm bánh xe được mở rộng và bắt bằng đinh tán quá đỗi quen thuộc trên những chiếc McLaren độ Liberty Walk cũng như phiên bản độ Liberty Walk khác của Avent vân vân. Bộ mâm Forgiato cũng nằm trong cái gói độ của Liberty Walk, có kích thước 20 inch ở phía trước và sau. Đó, cụm phanh màu vàng bắn lùa của Liberty Walk. Phía dưới là có dòng chữ Power by Liberty Walk. Đĩa phanh gốm carbon rất là to phía trong. Đây, logo của Forgiato. Hai bên cản cũng được lắp thêm cái vè carbon này. Logo 65S Zin. Grab Style quen thuộc. Một cái thương hiệu chuyên đổi màu và dán tem cho xe. Liberty Walk số 7 Performance. Có lẽ đây là chiếc Liberty Walk được bộ Liberty Walk thứ 7 được lắp trên những chiếc McLaren 65S Spider trên toàn thế giới. Cái bộ body kit này thì được ra mắt năm 2016 các bạn nhé. Carbon. Tiền ghế đây, nhìn ngang rất đẹp luôn.
cái hốc bánh sau, vòm bánh sau cũng được bắt bằng đính tán, gồm bằng cái vè mở rộng đính tán. Chiếc này đang được hạ gầm này. Các bạn thấy cái phần khe này rất rất nhỏ luôn nhé. Khi các bạn di chuyển thì các bạn nâng gầm lên để di chuyển, rất nhỏ luôn. Bộ mâm phía sau thì có kích thước tương tự phía trước, tuy nhiên cái bề ngang rộng thì nó lớn hơn và cái phần lõm này nó cũng lớn hơn đó. To do cái lốp này, lốp lên đến 305 cơ. Đây là phần đuôi, đuôi thì quá khác biệt rồi. Đánh lướt gió siêu to khổng lồ gắn cố định bên trên cái cánh lướt gió zin của xe. Cánh lướt gió siêu to khổng lồ đó, một cái hình ảnh rất là quen thuộc của những chiếc xe được độ Liberty Walk và trên những chiếc cánh gió gắn cho xe carbon. Động cơ V8 3.8 lít, công suất 641 mã lực. Đó, rất ấn tượng luôn. Đây chính là cái cản sau được lắp thêm trong cái gói Liberty Walk. Hai cái khe gió, khe thoát gió rất lớn luôn. Hệ thống ống xả đây, một chút nữa thì mình sẽ nẹt bô và đề nổ và nẹt bô một chút cho các bạn nghe nhé. Bởi vì chiếc này nẹt bô rất là to luôn, không phải là to mà rất rất to luôn. Tổng thể của phần ngang, mình rất thích cái bộ tem này, bộ tem vàng đen và xanh lá, rất ấn tượng. Ra vào bên trong chiếm ngưỡng một số chi tiết ấn tượng nhé. Đây, mở chiếc cửa của chiếc McLaren, kiểu mở hất ngược lên. Đó, các bạn có một cái nút nhỏ ở đây này, các bạn ấn vào đây để sau đó nhấc nó lên. Chúng ta sẽ vào bên trong. Vào siêu xe thì các bạn cho mông vào trước và cho chân vào sau. Đây, mình đã có mặt bên trong chiếc 65S Spider độ Liberty Walk carbon everywhere luôn các bạn nhé. 12 giờ 11 phút rồi. Chính xác 12 giờ 11 phút rồi. Nút start stop engine ở giữa này. Carbon everywhere luôn. Cái này thì có lẽ là không cần phải giới thiệu quá nhiều, tại vì khi sử dụng thì các bạn mới cần nhiều hơn. Đóng mở mui này, ND này, các cái chế độ vận hành không có cần số mà các bạn dùng nút bấm luôn. Đây là chìa khóa của chiếc 65S Spider độ Liberty Walk. Có một số những cái điểm mới trên cái gói độ, được lắp thêm nút ở đây. Màn hình phía sau với nhiên liệu này, 65S này. Vòng tua máy ở chính giữa này. Bên này có một cái màn hình nhỏ nữa, có lấy chuyển số phía sau vô lăng đây. Cộng trừ ở đây. Carbon này, học xa này, vô lăng nhìn rất đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ vào bên trong và nổ máy và nẹt một chút cho các bạn nghe thử âm thanh của chiếc McLaren 65S Spider độ Liberty Walk này các bạn nhé. Xem sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào, âm thanh của nó hấp dẫn như thế nào. Nhờ một bạn quay phim quay cho anh em nghe thử âm thanh nhé. Kỳ dã man của chiếc McLaren 65S Spider.
âm thanh phải nói là anh em đam mê xe nào cũng mong muốn được nghe, được tận tai nghe thử, và mình thì có cơ hội được nét các bạn nhé. Các bạn nghe dã man không, cực kỳ ấn tượng, nên hơi ồn nên mình sẽ tắt đó, yên tĩnh hơn hẳn luôn. Thực sự là âm thanh của nó quá khủng khiếp các bạn ạ, rất là mê luôn đấy. Bây giờ sẽ mình ra bên ngoài. Wow. Cánh lướt gió siêu to khổng lồ. Quá đẹp, quá ấn tượng. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video tại đây, khám phá showroom ô tô siêu to khổng lồ VOV Supercar với rất nhiều những mẫu siêu xe đáng chú ý. Huracan độ Novara 650S Spider Zin, 720S 650S Spider, Lamborghini Huracan LB 610, Rolls-Royce Ghost C1 2010. Đó, quá tượng luôn. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ video này cho nhiều anh em hơn nữa chiêm ngưỡng và xem nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.